Nghe mùi drama đâu đây rồi mọi người ơi. Không có nói nhiều nữa, ngay trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review Pill Neck của Trang Nemo đấy. Mình đã đặt về đây rồi nha mọi người. Trên bao bì của nó không có bất cứ một cái thông tin nào liên quan đến nơi sản xuất, không có một cái thông tin nào liên quan đến bảng thành phần số công bố luôn nha mọi người. Đây là một pill 1, lúc mà mình mở ra cái nắp của nó đã bị đóng cặn như thế này rồi. Đây mọi người có thể thấy này, kiểu giống như kiểu là nó bị oxy hóa hay là cái gì đấy, và cái mùi của nó rất là tởm luôn mọi người ơi. Bạn Trang Nemo bạn ấy bảo rằng là không cần bôi một lớp quá dày. Đấy, bôi mỗi ngày luôn nha mọi người, cứ pill lớp 1 rồi đến pill lớp 2 đến khi nào nó bong. Ôi. Như tạt axit vào nách ấy. Đây là nách bên còn lại. Ai cái nách nó châm chích à. Không có đau, không rát một tí xíu cả. 3 ngày là bong nha mọi người. Không đau, không rát một tí xíu đâu. Mà rát vãi trưởng. Đã khô rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bôi cái pill 2 lên nhá. Ui. Này mà bảo không đau cũng rát cái gì. Rát vãi cả trưởng luôn. Đây mọi người thấy là cái vùng da này này, nó rộp mà nó đỏ hết cả lên, và thực tế là bây giờ đang rất là rát. Và mình cảm giác là cái phần da nách của mình nó giống như bị rộp và bị cháy lên ấy. Đây là ngày 24 nha mọi người. Đây mọi người có thể thấy lên đây này. Khi mà bong ra thì nó sẽ như thế này, đó. Đây bây giờ mình sẽ dùng thử cái lọ, mình gọi là cái lọ dưỡng, cái chất kem. Bên trong nó sẽ như thế này nha mọi người, màu trắng trắng ấy. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 6 rồi nha mọi người. Đây nha mọi người, đây là cái nách bên trái của mình này. Thì sau khi peel, đã bôi cái beauty cream màu trắng đầy đủ rồi nhá, thì cái nách nó vẫn thâm như vậy. Đây là bên phải của mình nha mọi người. Nó không hề cải thiện một chút nào, thậm chí khi mà nhìn ở ngoài thì nó còn thâm hơn. Thật sự luôn, bây giờ là sau hơn nửa tháng rồi, và mình thấy rằng cái nách của mình càng ngày nó càng thâm hơn. Quay bằng điện thoại nhìn nó gớm dã man luôn, nhưng mà mình... Thôi mình không biết nói như thế nào nữa. Đấy là mình nói thật đấy, nước chảy chỗ trũng mọi người ơi. Mọi người cứ ủng hộ những cái sản phẩm mà không có nguồn gốc rõ ràng giá trên trời như thế này thì chỉ làm giàu thêm cho những người kinh doanh mà mình nghĩ rằng là không có cái tâm.